Chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nha. Thì hôm nay mình có một con quay Alpha ZX nha anh em, quay ZX. Con này thì zin nguyên bản 100% nha anh em. Chưa lai tạp bất kỳ một món nào, chỉ có đúng cái xe này thì chủ xe người ta không thích đi phuộc Alpha zin. Cho nên là người ta thay một cặp phuộc nai hàng zin vô nha anh em nha. Còn lại thì xe này thì khỏi phải nói về cái chất của nó, xe này cực kỳ đẹp. Xe này mình sẽ cho anh em coi cái dàn ốc của nó rất là mới nha anh em nha. Này, ốc phuộc này mới này. Nói chung là ốc rất là mới, ốc rất là sáng nha anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái dàn ốc ngoài xe này liên hệ mình. Thì hôm nay mình xin đăng bán cho anh em cái dàn áo của xe này nha. Thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình. Dàn áo xe này rất là đẹp luôn. Đúng ZX nha anh em nha. Đúng ZX. Này, cái tem đây nó màu đỏ nha anh em. Tem đỏ nó không phải là tem màu ấy luôn. Này, tem ZX rất là đẹp này. Tem nội tem này là khủng nha anh em nha. Bộ tem này rất là đẹp. Bộ tem dàn áo này rất là chất luôn. Mới tinh anh em thấy nó bóng không? Nói chung xe này rất là bóng nha, đi ra đường rất là sáng, rất là đẹp. Rất ít máy zin chưa chạm nha anh em nha. Thì xe này mình cũng đã quay ngày hôm qua clip ngắn để giới thiệu cho anh em rồi, thì rất là nhiều anh em đặt hàng ha. Thì hôm nay mình xin bán cho anh em cái dàn áo của nó. Dàn áo rất là đẹp anh em. Dàn áo phải nói là cực phẩm ha. Anh em thấy ha, rất là đẹp luôn. Dàn này thì anh em nào mua về ta gắn cho quay Alpha hoặc là ZX mà nó đã cũ rồi, hoặc là anh em từ quay tàu chúng ta lên thành quay Nhật thì gắn cái dàn áo ZX này rất là đẹp nha. Dàn ZX này bây giờ nó rất là hiếm hàng. Thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình nha. Dàn áo này mình bán cho anh em giá là 3.300.000 nha anh em. Anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình để mà sở hữu cái dàn áo này. Đây mình sẽ mở cốp ra anh em cho anh em coi cái bát ở trong này ha. Bát trong còn rất là ok. Đấy, báo áo rất là ok nha anh em nha. Đó, rất là đẹp. Đây, bán mũ trước này như còn luôn nè. Thì dàn áo giá 3.300.000 là luôn những cái miếng nhựa đen này nha anh em nha. Nhựa đen bợ đầu bợ cổ này có luôn, không có đồng hồ nha. Đấy, thì cái ZX anh em nó là cái dạng xe quay mà vô quay đĩa, cho nên là nó có khoét lỗ ở đây. Đặc biệt những anh em nào mà nếu chúng ta được quay Alpha anh em lên thành quay đĩa là cực kỳ tuyệt vời. Nó có sẵn cái lỗ này rồi, anh em mua thêm bộ đĩa này về anh em bỏ vô hết bài luôn. Bộ đĩa rất là mới nha anh em nha. Này, bộ đĩa rất là đẹp này, còn sơn đen luôn. Đây là heo của nó này. Đấy, heo nó đĩa dày cộm luôn nha anh em nha. Đĩa rất là dài nha, chưa mòn luôn á. Đĩa rất là đẹp. Ốc đĩa còn chống sơn này. Đó, ốc đĩa còn chống sơn nha. Đó, phục có mã này đủ rồi. Phục cái này phục của ZX nha anh em, chứ không phải phục Alpha bình thường nha. Đó, thì anh em nào mua bộ đĩa này liên hệ mình nha. Xe này dàn ốc tán rất là đẹp nè, dàn ốc rất là chất luôn. Đó, này những con ốc ở đây quá đẹp này anh em thấy không, ốc át này kia là mới luôn này. Đây những con ốc này anh em thấy không, cái xe mà một cái xe xấu là không bao giờ nó có những con ốc đẹp như vậy nha anh em nha. Anh em lưu ý với mình nha, này ốc này còn 7 màu này anh em thấy không. Đó, ốc đĩa này, ốc đĩa rất là mới này, đĩa zin theo xe nha, rất là đẹp. Rồi, thì cái dàn áo này mình bán, xin phép bán được cho anh em là giá 3.300.000. Anh em là có nhu cầu có thể liên hệ mình. Đây là cái yên của YZX này, mình bán cho anh em giá là 400.000 ha. Ở ngoài là ở giữa là da chấm bi này, ở ngoài là da sần này, anh em thấy không? Đó, rồi. Đây là cái cạn YZX này ha. Cạn YZX này mình bán cho anh em giá 350.000 nha. Cạn YZX nhé, hoặc là cạn Alpha nha. Này. Đen phù thủi lùi luôn. Đó. Cạn ZX ở giữa nó có mấy cái tay dắt của nó chấm bi này anh em thấy không? Đó nha. Thì dàn áo này đầu đèn đuôi đèn cực kỳ đẹp luôn em. Anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình để mua ha. Cán bẩn còn nguyên. Hai cán bẩn còn nguyên, đẹp nguyên zin luôn nha anh em nha. Cán bẩn đẹp nguyên zin luôn. Này thì mình do mà đi trời nó mưa nó hơi dính bụi này. Qua trời nó mưa này. Chứ dàn áo này là nó mới kinh khủng đó anh em. Mới lắm luôn, dàn áo rất là đẹp, rất là mới. Thì những anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Dàn áo YZX giá 3.300.000 nha.